đặc biệt mang một âm hưởng dân ca Nam Bộ là bài gì hả Kim Vy? Có một cái tên gọi nghe rất là hấp dẫn quý vị, Lý Nghĩa Bánh Bò. Và một tràng pháo tay chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 36, bạn Danny Lê. Mời Danny Lê. Thank you.